Dương Dương Địch Đại Nhật Ba và Dàn Sao có cát-xê đóng phim hơn 300 tỷ đồng. Khi Tổng cục Truyền hình Điện ảnh Trung Quốc ban hành lệnh giới hạn lượng, hạn chế thù lao đóng phim cao ngất ngưởng của nghệ sĩ, thì chuyện cát-xê trở thành chủ đề được bàn tán nhộn nhịp trong cộng đồng mạng. Trước đây, thời điểm mà Cbiz chưa bước vào thời kỳ mùa đông lạnh giá thì thù lao của ngôi sao là một con số khiến nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Mức lương của họ có thể lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ, 340 tỷ đồng trên một phim, và chỉ có sao hạng A hạng S mới vươn tầm thế này mà thôi. Vậy hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài nghệ sĩ có cát-xê đóng phim hơn 300 tỷ đồng để xem họ là những ai nhé. Dương Dương. Chúng tôi nghe nói lúc Dương Dương quay Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên, thù lao của anh ấy cũng chỉ có 4,5 triệu nhân dân tệ 15 tỷ đồng mà thôi. Sau khi phim trở nên hot hòn hot thì con số này mới tăng lên 10 triệu nhân dân tệ 34 tỷ đồng. Nghe thì có vẻ không tệ nhỉ, nhưng thực ra mức cát-xê này của Dương Dương chẳng thể nào so sánh được với các sao nam cùng thời khác. Nhưng rồi sau khi Dương Dương nhận quay các bộ phim như Vũ Động Càn Khôn, Toàn Chức Cao Thủ, phía nam minh tinh cũng bắt đầu báo giá tăng dần, mạnh dạn đề xuất con số 80 triệu nhân dân tệ, 272 tỷ đồng, khi đóng Toàn Chức Cao Thủ và đã được nhà sản xuất chấp thuận. Đến nay cát-xê của Dương Dương đúng nghĩa không phải dạng vừa, vì rằng bên phía Tencent phải chi tới 100 triệu nhân dân tệ, 340 tỷ đồng mới nhận được cái gật đầu đồng ý diễn xuất của Dương Dương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba đang là sao nữ nổi nhất hiện nay. Lưu lượng và sức nóng của mỹ nhân Tân Cương là điều mà ai cũng ao ước. Vì vậy các nhà sản xuất không hề ngần ngại trả cho Địch Lệ Nhiệt Ba con số 100 triệu nhân dân tệ, 340 tỷ đồng khi cô đóng Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Với mức thù lao này thì nàng thơ nhà gia hành sắp tiếp cận bà chủ Dương Mịch, tương lai vô cùng sáng lạn. Dương Mịch. Kể từ sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lấy Đào Hoa, Dương Mịch không chỉ được công nhận về tài năng diễn xuất mà độ nổi tiếng của cô nàng cũng vươn lên một tầm cao mới. Dự án phim ảnh hợp đồng quảng cáo thi nhau tìm đến nàng Tiểu Hoa. Và bạn biết không, nữ minh tinh chính là ngôi sao có cát-xê cao nhất trong danh sách này, với mức đỉnh điểm lên tới 140 triệu nhân dân tệ, 476 tỷ đồng khi nhận quay một bộ phim truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh. Sự nghiệp ngôi sao của Triệu Lệ Dĩnh không mấy suôn sẻ trong giai đoạn đầu, cô hầu như chỉ đóng một số vai phụ nhỏ. Nữ diễn viên mới dần được công chúng biết đến với những tác phẩm như Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoa Thiên Cốt, Lão Cửu Môn, Thù Lao Mới Khởi Sắc. Đến nay cô nàng đã đường đường chính chính được mọi người công nhận là sao hạng A, nổi tiếng lại còn diễn hay và có mắt chặn kịch bản chất lượng, thế nên cát-xê của Lệ Dĩnh cũng rất dì và này nọ. Theo như chúng tôi được biết, lúc cô ấy diễn Minh Nam Truyện, thù lao đã lên tới 80 triệu nhân dân tệ. Dù đã từng kết hôn sinh con và tạm rời làng giải trí một thời gian ngắn, nhưng giá trị thương mại và sức hút của Lệ Dĩnh chẳng hề phai nhạt chút nào. Tác phẩm Trở Lại của nữ diễn viên Hữu Vỉ với thù lao lên tới 100 triệu nhân dân tệ cho nàng Tiểu Hoa. Lộc Hàm. Nay thì có Tiêu Chiến có lượng fan đông đảo nhất, trước kia xét về lưu lượng hâm mộ thì chẳng ai có thể qua được Lộc Hàm cả. Rời khỏi XO, từ Hàn trở về Trung phát triển, Lộc Hàm mở ra thời kỳ lưu lượng tại Cbiz. Có thể nói anh chàng chính là đỉnh lưu đầu tiên đấy các bạn ơi. Về sức hút khi ấy của nam idol, đương nhiên các nhà sản xuất đều muốn anh chàng góp mặt trong dự án của mình, nên chuyện thù lao vì thế mà tăng chóng mặt. Dù không qua trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ là tay ngang lấn sân, nhưng vì Lộc Hàm quá nổi nên các bên không ngại chi ra con số khủng để mời nam minh tinh đóng phim. Đơn cử như lúc quay Trạch Thiên Kỳ, cát-xê của Lộc Hàm chạm mốc 120 triệu nhân dân tệ, 480 tỷ đồng, còn cao hơn cả Dương Dương và Hồ Ca. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.